À, vâng, xin chào mọi người. Mọi người có tin được không khi một dòng loa tầm giá hơn 4 triệu một chút xíu thôi, Bose S2, âm thanh riêng về phần nhạc có phần nhỉnh hơn và hay hơn một dòng loa giá của nó lên đến 6,8 triệu, dòng loa Atmos CS450 đứng sát bên đây. Riêng với cảm nhận của mình từ trước giờ mình kinh doanh về loa kéo đó mọi người, đối với những dòng loa gọn như thế này để được một chất âm hay như thế này thì mình chưa bao giờ nghe một dòng loa nào âm thanh hay được như dòng loa này cả đó. Nếu mọi người thấy dòng loa nào hay hơn có thể bình luận ở dưới, những video sau mình có thể tìm hiểu để mình test nhé đó. Nhưng mà dòng loa này 6,8 triệu cũng hoàn toàn có thể xứng đáng thôi, chứ không phải là mình nói dòng loa này dở hơn dòng loa này là mọi người đừng nên mua dòng loa này. Dòng loa này vẫn có những cái hay của nó, ngoại hình đẹp, ngoại hình sang, rồi âm thanh để chúng ta hát karaoke với một kích thước như vậy thì quá hay rồi đó, chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng nếu chúng ta cần sử dụng ở một không gian khoảng 30 m² giống như cái không gian mình đang đứng đây này đó, và nghe những bài nhạc thiên về âm trầm cũng như âm chém, phần thứ hai là chúng ta cần một âm thanh nó chân thật giống như chúng ta đang nghe ở một không gian sống động mọi người, thì có lẽ dòng loa Bose S2 này hoàn toàn là một sự tham khảo rất là tốt cho chúng ta ở trung tâm tầm giá 4 triệu và chúng ta dễ dàng để mang đi. Đây, đây là video demo về dòng loa này cho mọi người có thể xem thử, và mọi người xem tới đây mọi người thấy vui có thể nhấn nút đăng ký kênh nha. Những video sau mình sẽ review chi tiết về dòng loa Bose S2 này, và không phải mình nói suông, mình sẽ so sánh ở cùng không gian này, cùng bài hát, cùng công năng của nó mọi người nhé. Vâng, và bắt đầu video này mình không test về micro vì dòng loa CS450 đã test quá nhiều cho mọi người rồi đó, cũng như cái NES K450 mà dòng loa này thì hôm sau mình sẽ review và test âm thanh micro luôn, so sánh với nó khoảng 7-10 đó mọi người đó. Video này sẽ chi tiết nhất ở phần nghe nhạc cho mọi người nhé. Bắt đầu để cho công bằng, hiện tại là không gian là như nhau, mình sẽ để âm lượng đó mọi người, âm lượng là 50, volume 50, bass chép 50 nha. Đây volume master, volume này full, volume master 50 nghĩa là cái này 50, bass chép 50 nha. Đó, dòng loa này thì đương nhiên công suất nó sẽ lớn hơn rồi. Công suất sẽ lớn hơn, nhưng mà mình đang nói về cái khía cạnh chất âm mọi người nhé. Âm lượng 50 nè, bass chép 50, high nghĩa là chép, low nghĩa là trầm, là bass đấy. Rồi, chúng ta sẽ mở thử âm nhạc nha. Đầu tiên mình sẽ thở thử cho mọi người một bài organ nhạc sống nè. Vô khoan, mọi người để ý nè. S audio nghĩa là của dòng loa đó, S1, S2 chứ, beatbox là dòng loa Atmos full cái này nha. Rồi, cho mọi người trước. Mọi người sẽ cảm nhận dễ nhất nha. Một dòng loa nó
về độ gần gũi cũng như là độ chân thật của loa nhé. Mình sẽ mở mọi người nghe bài Có Nhớ nè. Có Nhớ của Văn Lập này. Đang là beatbox này mọi người nhé. So với những dòng lo khác mình đã test đó mọi người ở phân khúc gọn gọn nha. Bây giờ mình sẽ thử qua dòng này, mình đưa về từ đầu nha, đưa về từ đầu. Nhưng mà nếu mà có sự chênh lệch, nếu chúng ta nghe nhạc ở không gian khoảng 30m2 chính là để nghe nhạc là chính, thì chúng ta nên chọn dòng loa Boss S2. Nhưng chúng ta cần ở không gian lớn hơn, chúng ta cần để hát karaoke, thì dòng loa CS450 này sẽ hay hơn nhiều nhé. Lỡ mình sẽ tắt cái điện thoại. Rồi ok, mình sẽ thử thêm một thể loại nhạc khác cho mọi người nhé, có thể là nhạc remix, nhạc trẻ. Đó, nãy giờ thì mình mở nhạc trung niên chút rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở thử nhạc remix. Bài đang hot gần đây là Anh Thanh Niên này. Thử mọi người nghe thử nha. Vô. Rồi. Tại vì cái công suất của dòng loa Boss S hai này nó nhỏ hơn dòng loa này nên mình sẽ tăng dòng loa này lên một chút về công suất, để cho khi mà mở công suất nó to ngang nhau thì chúng ta sẽ so sánh được bán chém tốt hơn nha. Ok, lắng lên.
tổng là 100, nghĩa là volume nhạc của nó là 150, bass chép là 50. Dòng lo này hồi nãy là để 15 đó mọi người có thể thấy mình quay lên nó lên 18, hồi nãy 18 đúng không, mình vặn lên nó 22 đó. Đầu tiên là mình để 15 là giữa là 50%, sau đó mình lên 18 là lúc sau mình có nói mọi người là to công suất ngang để so sánh công bằng nhất đó nha. Bass chép vẫn là 50 đó rồi. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó là cái chia sẻ khách quan của mình, cảm nhận khách quan của mình để mọi người chọn được cái mẫu ưng ý nhất nha. Xin ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Và xin chào và hẹn lại.